Khoảng 3 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 9, căn nhà ở con hẻm đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, bốc cháy. Khi phát hiện, mọi người dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một bé gái 10 tuổi và một bé trai 6 tuổi đã tử vong. Toàn bộ căn nhà rộng khoảng 18m², có một tầng trệt và một gác, bị cháy rụi. Theo lực lượng chức năng, căn nhà bị cháy có hai cửa thoát hiểm, nhưng thời điểm xảy ra cháy, cả hai cửa này đều bị khóa.